Chào bác sĩ, năm nay tôi 40 tuổi, tôi nhập viện tháng 2 năm 2021 với chuẩn đoán là ung thư vú phải T2N1M0. Trước khi đó thì u to dần lên trong 1 tháng, không chảy dịch núm vú. Trước đó thì tôi đã cắt túi mật. Kết quả giải phẫu bệnh là ung thư biểu mô xâm nhập típ NST độ 3, u xâm nhập mạch 9 trên 12 hạch nách đã di căn, ung thư biểu mô. Kết quả hóa mô miễn dịch típ phân tử lòng ống B với HER2 âm tính. Em đã được phẫu thuật cắt toàn bộ tổ chức tuyến vú phải, vết hạch nách phải, phác hóa chất phác đồ là 4AC 4B. Xin bác sĩ cho em hỏi, hiện em chuẩn bị truyền mũi thứ 8 và nếu ra viện thì sau bao lâu thì em có thể phẫu thuật tạo hình và tỷ lệ di căn khi thực hiện và khi không tạo hình có khác nhau như thế nào? Chi phí một lần là bao nhiêu và duy trì trong bao nhiêu năm? Câu hỏi này chúng tôi xin được chuyển đến tiến sĩ bác sĩ Lê Hồng Quang. Anh sẽ tư vấn cho bạn Vũ Hồng câu hỏi này ạ. Xin mời bác sĩ ạ. Vâng, về các cái câu hỏi của bạn Vũ Hồng thì chúng tôi xin nói về cái bệnh ung thư trước. Thì ở đây với các cái thông tin của bạn cung cấp thì bạn đã một cái trường hợp ung thư giai đoạn 3, tức là cái giai đoạn nó cũng khá là trễ. Thế và với những ung thư giai đoạn 3 như thế này thì cái tiên lượng nói chung thì nó sẽ kém hơn là so với giai đoạn 1, giai đoạn 2. Thì cái đấy là cái mà đầu tiên chúng tôi xin lưu ý. Thế và cái việc mà quan trọng nhất trong cái thời gian trước mắt là bạn sẽ phải tuân thủ đầy đủ các cái liệu trình điều trị của bệnh viện đề ra để mà kiểm soát thật tốt cái căn bệnh ung thư. Kể cả là cái chuyện là chúng ta điều trị hóa chất cho nó đầy đủ phác đồ. Thế mà sau đó chắc là còn phải tia xạ nữa và theo dõi một thời gian để mà kiểm soát tốt cái bệnh ung thư. Thế còn cái vấn đề thứ hai là vấn đề về tạo hình. Thì cái câu hỏi thứ nhất là thường là mọi người cũng quan tâm nhiều đến cái thời điểm mà có thể là bắt đầu cái tái tạo sau điều trị ung thư vú. Thì về cơ bản, nếu mà chúng ta kiểm soát tốt được cái bệnh ung thư thì có thể là sau 6 tháng sau khi điều trị là chúng ta có thể bắt đầu tính toán đến cái việc là bắt đầu điều trị bằng cái phẫu thuật tạo hình. Thế, tuy nhiên ở đây trong cái tình huống của bạn thì như chúng tôi đã lưu ý ở phần đầu là bạn làm trường hợp giai đoạn 3, thế cái bệnh nó cũng khá là phức tạp. Thế cho nên là bây giờ trong cái thời gian trước mắt là nên tập trung chủ yếu vào cái chuyện là chúng ta điều trị bệnh ung thư cho tốt để mà kiểm soát được căn bệnh này. Thế sau đó nếu mà trong các cái thời gian sau này mà đi khám định kỳ uống thuốc nội tiết thì có thể là tùy theo cái tình huống cụ thể trong lâm sàng và bác sĩ sẽ có cái tư vấn kỹ thêm cho bạn. Cái vấn đề thứ hai mà bạn cũng như là nhiều người bệnh khác là cái chuyện chi phí phẫu thuật tạo hình và duy trì bao nhiêu năm. Thì cái việc mà duy trì bao nhiêu năm thì nó cũng tùy thuộc theo cái phương pháp tạo hình. Đấy, nếu mà chúng ta sử dụng cái túi độn thì với mỗi một cái túi độn nó có một cái khoảng thời gian nhất định tùy theo nhà sản xuất, có thể là 10 năm, 15 năm, 20 năm. Đấy, thế còn nếu mà chúng ta sử dụng bằng các cái chất liệu độn, đấy, ví dụ như là các cái vạt da cơ ở dưới bụng hoặc ở lưng thì nó là cái phần cơ thể của chính chúng ta, thì cái đấy nó sẽ tồn tại mãi cùng với cơ thể như vậy. Thế còn cái chi phí thì nó cũng sẽ thay đổi tùy theo cái phương án tạo hình. Thế và các cái túi mà của các cái hãng khác nhau, các cái chất liệu khác nhau và các cái chất lượng khác nhau thì nó cũng có những cái giá nó thay đổi rất là khác biệt. Đấy, tuy nhiên nếu mà bạn có cái nhu cầu nguyện vọng về tạo hình thì cũng sẽ cần phải có những cái khám, thế rồi là tư vấn đánh giá thật kỹ cho bạn từ cái phương án tạo hình, cái thời điểm tạo hình và sau đó là cái chất liệu tạo hình, thì từ những cái thông tin đó thì chúng ta mới hướng đến một cái giá được. Vâng.